Chào mừng các em đã đến với tiết học toán lớp 5 của đài truyền hình Trà Vinh. Cô nghĩ các em đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng vào tiết học nhé. Chúng ta sẽ vào đầu phần đầu tiên của bài đó chính là phần khởi động. Các em đã biết tiết học trước chúng ta đã học bài nhân một số thập phân với một số thập phân. Vậy bây giờ trả lời giúp cô nào muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như thế nào à muốn nhân một số thập phân với một số thập phân đầu tiên là ta đặt tính tiếp theo là ta nhân như nhân với số tử nhiên tiếp theo là chúng ta đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái à đây cũng là quy tắc mà các em cần ghi nhớ. Các em đã biết là cách nhân một số thập phân với một số thập phân rồi đúng không nào? Vậy muốn nhân một số thập phân với 0 0 0.1, 0 0.01, 0.001 ta làm như thế nào? Đồng thời ứng dụng nhân một số thập phân với một số thập phân vào tính giá trị biểu thức ra sao? Cô và các em sẽ cùng tìm câu trả lời trong bài toán ngày hôm nay. Bài 25 Luyện tập sách giáo khoa trang 60, 61. Sau bài học này, các em cần nắm cho cô các mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, biết nhân nhậm một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001. Mục tiêu thứ hai, củng cố kỹ năng nhân một số thập phân với một số thập phân. Mục tiêu thứ ba là sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính. À, để đạt được các mục tiêu này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từng phần của bài học. Đầu tiên, muốn nhân một số thập phân với 0 0 0,1, 0 0,01. 0,001 ta làm như thế nào? Cô và các em sẽ cùng sang phần khám phá nhé. Khám phá, cô có ví dụ 1. 142,57 nhân 0,1. À, các em biết đây là nhân một số thập phân với một số thập phân. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi đặt tính thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai. Rồi cô và các em sẽ cùng nhau tính nhé. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 5 bằng 5, viết 5. 1 x 2 bằng 2, viết 2. 1 x 4 bằng 4 viết 4. 1 x 1 bằng 1 viết 1. À, tiếp theo là số 0. Các em biết 0 nhân bất cứ số nào cũng bằng 0. Cho nên cô không nhân nhé. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng mình là đếm xem phần thập phân của cả hai thừa số. Có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân thì chúng ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số. Các em thấy đếm chúng ta có ba chữ số ở phần thập phân. Vậy chúng ta sẽ dùng dấu phẩy tách ra. Vậy thì 142,57 nhân 0,1 nó có kết quả bằng 14,257. Các em hãy nhận xét giúp cô về thừa số thứ nhất và tích trong phép nhân này. À, các em thấy giữa thừa số và tích trong phép nhân này nó có các chữ số giống hệt nhau. Nhưng có điều khác nhau ở dấu phẩy. Dấu phẩy ở tích nó đã được rời qua bên trái một chữ số so với dấu phẩy của thừa số thứ nhất. Vậy qua đây chúng ta rút ra nhận xét nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257. À vậy qua đây các em sẽ trả lời giúp cô một câu hỏi nào. Khi nhân một số thập phân với 0,1 ta làm như thế nào? À rất dễ đúng không các em? À khi nhân một số thập phân với 0,1 Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số. Các em lưu ý bên trái nhé. Vậy thì muốn nhân một số thập phân với 0,01, ta làm như thế nào các em? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp ví dụ 2. Cô mời các em xem màn hình. Ví dụ 2. 531,75 nhân 0,01. À, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cũng đi đặt tính nhá Thừa số thứ nhất, dấu nhân thừa số thứ hai. Bây giờ cô trò mình cùng nhân nào. 1 x 5 bằng 5 viết 5. 1 x 7 bằng 7 viết 7. 1 x 1 bằng 1 viết 1. 1 x 3 bằng 3 viết 3. 1 x 5 bằng 5 viết 5. hai số 0 đằng trước, không nhân bất cứ số nào cũng bằng 0. cho nên cô không thực hiện phép nhân vậy thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta đếm ở phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân thì chúng ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số các em quan sát hai thừa số trên có bốn chữ số ở phần thập phân vì vậy cô sẽ tách ra ở tích dấu phẩy ở vị trí này vậy thì các em thấy 531,75 nhân 0,01 nó có kết quả là 5,3175. Bây giờ tương tự các em hãy giúp cô nhận xét về thừa số thứ nhất và dấu và tích trong phép nhân này. À các em thấy giữa các cái chữ số của thừa số thứ nhất và tích nó giống hệt nhau nhưng nó khác nhau ở dấu phẩy dấu phẩy ở tích được rời qua bên trái hai chữ số so với dấu phẩy của thừa số thứ nhất trong phép nhân này. Vậy qua đây chúng ta dễ dàng rút ra nhận xét. Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số, ta cũng được 5,3175. Vậy tiếp tục kèm sẽ trả lời giúp cô câu hỏi sau. Khi nhân một số thập phân với 0,01 ta làm như thế nào? À, dựa vào ví dụ trên chúng ta dễ dàng trả lời được đúng không nào? Khi nhân một số thập phân với 0,01 Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số. À, các em lưu ý nha. Chuyển qua bên trái hai chữ số. À, bây giờ cô trò mình cùng nhìn lại hai ví dụ mà mình vừa thực hiện nhé các em. Đây là ví dụ 1 nhân một số thập phân với 0,1. Đây là ví dụ 2 nhân một số thập phân với 0,01. Các em thấy muốn nhân một số thập phân với 0,1, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Còn nhân với 0,01 Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số. Vậy muốn nhân một số thập phân với 0,001, ta chuyển qua bên trái mấy chữ số các em? À, chắc chắn là ba chữ số đúng không nào? Vậy qua đây các em hãy trả lời giúp cô câu hỏi sau: khi nhân một số thập phân với 0 0 0,1; 0 0,01; 0,001, ta làm như thế nào? À, đây cũng là câu trả lời đồng thời cũng là quy tắc mà các em cần nhớ giúp cô nhé. Khi nhân một số thập phân với 0 0 0,1, 0 0,01, 0,001, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2, 3 chữ số. À các em chú ý nhá. Nhân một số thập phân với 0,1. 0,1 nó có một chữ số ở phần thập phân. Vì vậy chúng ta chuyển qua bên trái một chữ số. Đây. 0,01 nó có hai chữ số ở phần thập phân. Vì vậy khi nhân một số thập phân với 0,01 ta chuyển qua bên trái hai chữ số. 0,001 nó có 3 chữ số ở phần thập phân. Vì vậy khi nhân một số thập phân với 0,001 ta chuyển qua bên trái 3 chữ số. Các em lưu ý nhé. À, đây cũng là quy tắc mà các em cần nhớ để chúng ta vận dụng vào thực hành. Vậy bây giờ cô cho mình sẽ sang phần tiếp theo, phần thực hành. Bài đầu tiên, tính nhập. A. À, đây là nhân một số thập phân với 0,1. Câu B là nhân một số thập phân với 0,01. Câu C là nhân một số thập phân với 0,001. À chúng ta vừa được học quy tắc xong, muốn nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001. Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy qua bên trái 1, 2, 3 chữ số. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng làm bài nhé. 579,8 nhân 0,1. Ta chỉ việc chuyển qua bên trái 1 chữ số. Vì vậy nó có kết quả là 57,98. Tương tự, 6,7 x 0,1 ta cũng chuyển qua bên trái một chữ số. Nhưng mà chuyển qua bên trái thì vừa hết số. Vì vậy các em phải thêm chữ số 0 và dấu phẩy để phân biệt đó là phần thập phân. Nên có kết quả là 0,67. Tiếp theo chúng ta sang câu B, nhân một số thập phân với 0,01. Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy qua bên trái hai chữ số. À, 805,13 nhân 0,01 ta chuyển qua bên trái 2 chữ số, vì vậy nó có kết quả là 8,0513 3,5 nhân 0,01 ta chuyển qua trái 2 chữ số, nhưng ở đây có một chữ số 3, vì vậy các em phải thêm một chữ số 0 đằng trước chữ số 3, đồng thời thêm chữ số 0 và dấu phẩy đằng trước nữa. Nên nó có kết quả là 0,035. Chúng ta sang câu C. 362,5 nhân 0,001. À, nhân một số thập phân với 0,001, ta phải chuyển qua trái 3 chữ số. Vậy thì khi mà chuyển qua trái ba chữ số ở bài toán này thì vừa hết số. Vì vậy các em phải thêm chữ số 0 và dấu phẩy đằng trước nữa nên nó có kết quả là 0,3625. Tiếp theo, 5,6 nhân 0,001 À ta cũng chuyển qua trái ba chữ số Nhưng ở đây có một chữ số Vì vậy chúng ta phải thêm hai chữ số 0 đằng trước chữ số 5 Đồng thời thêm một chữ số 0 và dấu phẩy đằng trước nữa Nên nó có kết quả là 0,0056 Cô và các em đã vừa thực hành xong bài số 1 rồi đó Vậy bài số 2 có nội dung gì? Cô mời các em quan sát tiếp nhé! tính rồi so sánh giá trị của mở ngoặc a nhân b đóng ngoặc nhân c và a nhân mở ngoặc b nhân c đóng ngoặc. À đây là bảng biểu thị a b c đồng thời biểu thị hai cái giá trị biểu thức mà các em cô vừa đọc. Vậy thì nhiệm vụ của các em trong bài tập này là như thế nào? Chúng ta sẽ thay a b c bằng các số mà đề bài đã cho. Sau đó chúng ta sẽ tính giá trị của mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân C và A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc. Sau đó chúng ta sẽ so sánh giá trị của hai biểu thức này. Các em nắm được yêu cầu chưa nào? Bây giờ cô cho mình cùng thực hiện câu thứ nhất nhé. À, các em biết A bằng 2,5, B bằng 3,1. C bằng 0,6 Vậy thì mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân C Nó sẽ như sau Nó sẽ bằng mở ngoặc 2,5 nhân 3,1 đóng ngoặc nhân 0,6 À đối với biểu thức này thì đương nhiên chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước Có nghĩa là ta sẽ lấy 2,5 nhân 3,1 Được kết quả bao nhiêu các em nhân tiếp với 0,6 và cô đã thực hiện phép nhân rồi cho nên có kết quả là 4,65. Tương tự, a nhân mở ngoặc b nhân c đóng ngoặc nó sẽ như sau sẽ bằng 2,5 nhân mở ngoặc 3,1 nhân 0,6 đóng ngoặc. À, ở câu này thì nãy lại ngược hơn so với câu kia một chút. Ta sẽ lấy 3,1 x 0,6 ta đặt tính trước. Được kết quả bao nhiêu ta nhân tiếp với 2,5. Và cô đã thực hiện phép tính nó cũng có kết quả là 4,65. Bây giờ tương tự như bài của cô, cô mời các em làm câu còn lại dấu vở giúp cô nào. Thời gian các em thực hiện vào vở bắt đầu. Cô nghĩ các em đã thực hiện xong rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi kết quả nhé. A bằng 1,6, B bằng 4, C bằng 2,5. Vậy thì cô sẽ thay vào A nhân B đóng mở ngoặc nhân C sẽ như sau. Sẽ bằng mở ngoặc 1,6 nhân 4 đóng ngoặc nhân 2,5. À, cô nghĩ các em đã thực hiện ra nháp rồi. Các em lấy 1,6 x 4 ra kết quả các em nhân tiếp 2,5. Và kết quả của cô là 16. Bây giờ chúng ta xem tiếp tục với cái biểu thức thứ hai nha các em. A nhân B nhân C đóng ngoặc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nè. 1,6 nhân mở ngoặc 4 nhân 2,5 đóng ngoặc. Ở bài này các em lưu ý, chúng ta sẽ lấy 2,5 nhân 4 trước. Được kết quả bao nhiêu các em nhân tiếp 1,6 và kết quả của cô là 16. À, cô xin chúc mừng tất cả các em có kết quả giống cô. Còn bạn nào chưa đúng hoặc là còn chậm thì các em sẽ thực hành sau tiết này nhé. Bây giờ các em tiếp tục nhìn lên màn hình. Các em so sánh giá trị của hai biểu thức giúp cô. Các em thấy biểu thức thứ nhất là mở ngoặc a nhân b đóng ngoặc nhân c, biểu thức thứ hai là a nhân mở ngoặc b nhân c đóng ngoặc. À các em thấy là ở ở câu thứ nhất nó cũng ra kết quả là 4,65. À khi đổi nhóm cũng 4,65. Câu thứ hai cũng thế. Vậy thì từ đây chúng ta có kết luận là phép nhân nó có tính chất kết hợp. Vậy thế nào là tính chất kết hợp các em? À, là khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại. Cô sẽ khái quát bằng công thức như sau: mở ngoặc a nhân b đóng ngoặc nhân c nó sẽ bằng a nhân mở ngoặc b nhân c đóng ngoặc. À đây chính là tính chất kết hợp của phép nhân mà các em cần nhớ để chúng ta vận dụng vào mặc dù chúng ta kết hợp số nào trước thì giá trị của phép nhân này nó vẫn không thay đổi. Lưu ý nha các em. Bây giờ cô cho mình cùng vận dụng cái tính chất kết hợp này vào tính thuận tiện ở câu B nhé. Cô mời các em B tính bằng cách thuận tiện nhất. Đây là bài thứ nhất. Đây là bài thứ hai và đây là bài thứ ba vậy cô đố các em tính thuận tiện là tính như thế nào à tính thuận tiện có nghĩa là chúng ta kết hợp các thừa số với nhau sao cho hai thừa số đó khi nhân với nhau nó có đáp số là số tròn đơn vị tròn chục tròn trăm hoặc tròn nghìn tới bước thứ hai chúng ta chỉ cần nhân nhẩm không cần đặt tính nữa các em nhớ không nào? À, tính thuận tiện người ta còn có tên gọi khác là tính nhanh, tính hợp lý đó các em. Vậy bây giờ mình cùng thực hành với bài thứ nhất nhé. 9,65 x 0,4 x 2,5. À, các em quan sát ba thừa số này giúp cô. Chúng ta sẽ kết hợp thừa số nào với số nào để cho nó trở thành số tròn đơn vị, tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn đấy. À, các em thấy rõ ràng 0,4 x 2,5 Hai số này khi kết hợp với nhau chắc chắn nó sẽ trở thành một số tròn Vậy bây giờ các em cùng quan sát nhé 9,65 x mở ngoặc 0,4 x 2,5 À, cô hạ 9,65 xuống Cô lấy 0,4 x 2,5 Cô đặt tính ra nháp Và cô thu được kết quả là 1 À, tới đây các em biết Một số thập phân nhân với 1 À khi mà bất cứ số nào nhân với 1 thì nó cũng bằng chính nó. Vì vậy tới đây chúng ta không cần đặt tính, chúng ta có thể viết ngay kết quả của bài toán này chính là 9,65. Tiếp tục sang bài thứ hai. 0,25 x 40 x 9,84. Ở bài này theo các em chúng ta sẽ kết hợp số nào với số nào các em? À chắc chắn chúng ta sẽ kết hợp 0,25 và 40. Nó sẽ là số tròn trục. Cô sẽ kết hợp như sau. À, 0,25 x 40, đóng mở ngoặc, nhân tiếp với 9,84. Bây giờ, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta lấy 0,25 x 40, đặt tính ra nhé. Và cô đã đặt tính rồi, chúng ta thu được kết quả là 10. Nhân tiếp với 9,84. À, các em đã được nhân một số thập phân với 10. Các em còn nhớ không? À, muốn nhân một số thập phân với 10, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy qua bên phải nha các em, một chữ số. Vậy thì khi tới bước này chúng ta không cần đặt tính mà chúng ta có thể dễ dàng viết ngay được kết quả là 98,4. Bài cuối cùng. Theo các em chúng ta sẽ kết hợp số nào với số nào? 7,38 nhân 1,25 nhân 80. À chắc chắn là chúng ta sẽ kết hợp 1,25 nhân 80 đúng không nào? Chắc chắn số này nó sẽ là số tròn trăm đó các em. À các em cùng quan sát nhé. 7,38 nhân mở ngoặc 1,25 nhân 80. Cô hạ 7,38 xuống cô đặt tính 1,25 x 80 ra nháp và cô thu được kết quả là 100. À, tới bước này thì quá dễ dàng đối với chúng ta đúng không nào? Muốn nhân một số thập phân với 100, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy qua bên phải hai chữ số mà 7,38 dấu phẩy nó nằm ở vị trí này. Khi chuyển bên phải hai chữ số thì chúng ta thu được kết quả là 738. À, các em thấy khi chúng ta vận dụng cái tính chất kết hợp vào tính giá trị biểu thức nếu chúng ta kết hợp đúng thì cái bài toán của chúng ta trở lên rất nhẹ nhàng và rất dễ dàng vì vậy các em cần lưu ý khi tính toán nhé nào chúng ta cùng sang bài tiếp nhé bài ba tính a à, à đây là biểu thức có dấu ngoặc đơn b là biểu thức có phép cộng và phép nhân À, các em đã được học từ lớp dưới rồi đúng không nào? À, đối với biểu thức có dấu ngoặc đơn thì chúng ta thực hiện như thế nào các em? À, chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Còn câu B, biểu thức có phép cộng và phép nhân, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? À, nhân chia trước, cộng trừ sau. Vậy thì đối với số thập phần cũng như thế các em. Bây giờ ở bài toán A, chúng ta sẽ cộng cho cô 28,7 cộng 34,5 được kết quả bao nhiêu các em nhân tiếp với 2,4 thế là ra kết quả bài tập b thì các em sẽ lấy 34,5 nhân 2,4 sau đó được kết quả bao nhiêu các em sẽ cộng với 28,7 à bây giờ cô mời các em hãy thực hiện bài tập này vào vợ giúp cô thời gian của các em thực hiện bắt đầu Cô nghĩ các em đã thực hiện xong rồi đúng không nào? Bây giờ mình cùng cô kiểm tra đáp án nhé. 28,7 cộng 34,5. Chúng ta đặt tính ra nháp và thu được kết quả là 63,2. Cô nhân tiếp với 2,4. Và cô cũng đặt tính nhân ra nháp và cô thu được kết quả là 151,68. Tiếp theo câu B. À, câu B cô sẽ hạ 28,7 xuống. Sau đó cô lấy 34,5, cô nhân cho 2,4. Được kết quả là 82,8. Cô cộng hai cái số này lại, lấy 28,7 cộng 82,8 ra nháp. Và cô thu được kết quả là 111,5. À, cô xin chúc mừng các em có kết quả giống như trên bảng của cô còn bạn nào thực hiện chưa xong hoặc chưa đúng các em sẽ thực hành luyện tập sau tiết này giúp cô nhé à bây giờ cô và các em sẽ cùng sang cái hoạt động cuối cùng của bài đó chính là hoạt động củng cố câu thứ nhất đúng ghi đờ sai ghi sờ vào chỗ trống muốn nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001 ta chỉ việc. Ý thứ nhất, chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3 chữ số. Ý thứ hai, chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2, 3 chữ số. À, cô mời các em chọn đáp án nào? À, cô nghĩ chắc các em có đáp án rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta vừa học bài muốn nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001. Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy sang bên trái 1, 2, 3 chữ số. Vậy câu đầu tiên chuyển qua phải chắc chắn câu này sẽ sai. Mà câu trên sai thì câu dưới chắc chắn là sẽ đúng. Tiếp theo câu số 2. Giá trị của biểu thức 3,75 nhân 0,5 nhân 20 là A. 0,375 B. 3,75 C. 37,5 D. 3750. Bây giờ các em hãy tính nhanh và chọn cho cô một đáp án đúng nhất nhé. Cô mời các em Cô nghĩ các em đã có đáp án của mình. Vậy các em hãy đối chiếu đáp án của cô nào. Đáp án của cô chính là 37,5. Tại sao nó lại ra kết quả là 37,5 vậy các em? À, chúng ta thấy 0,5 nhân với 20, hai số này kết hợp với nhau nó sẽ có kết quả là 10. 3,75 là một số thập phân nhân với 10, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy qua bên phải một chữ số. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cô xin chúc mừng các em có đáp án giống như trên bảng nhé. À vậy thì về nhà các em cần thực hiện những yêu cầu sau giúp cô. Thứ nhất, ghi nhớ quy tắc nhân một số thập phân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001. Thứ hai, làm cho cô các bài tập sau. Làm những câu còn lại của bài 1 phần luyện tập trang 61 sách giáo khoa. À, yêu cầu thứ hai là làm bài tập 1, bài tập 2, phần luyện tập chung. Các em nhớ nha, trang 61 sách giáo khoa toán 5. À, cô hy vọng rằng các em sẽ thực hiện tốt tất cả những yêu cầu mà cô giao. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. À, cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và thực hiện tốt các yêu cầu ở nhà. Cô chào tạm biệt các em.